Xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn đang dựng hệ thống bằng tần VNTV và vẫn đang xem chương trình điểm tin của buổi sáng ngày thứ năm, và chúng tôi cũng xin phép quay trở lại những phần điểm tin còn lại trong ngày. Thưa quý vị, Israel thúc giục Hoa Kỳ bỏ việc thảo luận về nguyên tử. Thưa quý vị, mới đây Thủ tướng Israel là ông Yair Lapid nói rằng cái cuộc đàm phán với Iran nguyên tử đó là một cuộc đàm phán very bad, tức là không có tốt. Thưa quý vị, và ông thúc giục Tổng thống Hoa Kỳ là Biden ngưng đàm phán với Iran nguyên tử vì nói Iran là kẻ thù của Do Thái, ông nói như thế. Thì Thủ tướng Israel cũng nhắc lại là cái thời gian trước đây cho Tổng thống Trump rút lui ra khỏi cái thuốc nguyên tử thì giai đoạn bình an Do Thái chẳng lo ngại gì cả. Thì ông có vẻ như là không có muốn cho Hoa Kỳ phải đàm phán vấn đề nguyên tử với Iran. Tại vì làm như vậy thì ông sẽ mất một cái thế đối trọng, mất một cái yếu tố để có thể ông, như chúng ta đã biết trước đây là Do Thái từng tấn công Iran, Iraq và đánh tất cả các nước trong vùng một cách rất là nhanh nhẹn. Thì bây giờ nếu mà Hoa Kỳ mà hòa hoãn với Iran thì sau này ông không có cớ để mà tấn công mấy cái quốc gia đó nữa. Chúng ta biết Do Thái sau khi mà lập quốc rồi từ năm 1948 là rất là, phải nói là rất là, không biết dùng cái danh từ gì nhưng phải nói là rất là xung động, là tìm cách là vượt lên ra khỏi cái giai đoạn mà chúng ta đã biết, giai đoạn mà Đức trước đây đã giết gần 5 triệu người Do Thái. Thì đó là một cái giai đoạn tủi nhục của Do Thái. Do Thái hầu như là đã gần muốn xông lên để mà chứng tỏ là mình có sức mạnh ưu việt trên thế giới, do đó đã gây hấn và bắn nhau với Palestine, bắn nhau với các quốc gia khác ở xung quanh vùng, nghĩa là liên tục bất tận luôn. Thưa quý vị, bây giờ thì nếu mà Hoa Kỳ và Iran mà có một cái kết quả thỏa thuận từ tốt đẹp thì Do Thái sẽ không có cơ hội để biểu diễn sức mạnh của mình nữa. Do đó bây giờ mặc dù bất chấp là cả dư luận quốc tế nó khuyến là Hoa Kỳ nên có một cái thỏa thuận từ với Iran, thì chính Do Thái lại cái thúc giục Biden là đừng có ký cái thỏa thuận từ với Iran. Thì chúng ta biết đó là một cái mối lo của cả thế giới khi mà Do Thái tỏ ra xung động quá trong tất cả mọi vấn đề chiến tranh và chính trị trong vùng. Và chúng tôi cập nhật một cái bản tin đến từ Hoa Kỳ khi mới đây một cái người thượng nghị sĩ của tiểu bang Colorado, ông là ông Kevin Priola, thì ông đã có một cái quyết định chuyển từ cái đảng của mình là đảng Cộng Hòa sang đảng Dân Chủ. Và ông nói rằng là không có đồng ý với những cái cách giải quyết vấn đề về biến đổi khí hậu cũng như là những cái thuyết âm mưu bầu cử đang tràn ngập trong cái đảng Cộng Hòa hiện nay. Thì theo như là thượng nghị sĩ Kevin Priola, ông đã đưa ra công bố một cái lá thư. Ông nói rằng là sẽ bắt đầu làm việc với những cái thành viên thuộc đảng Dân Chủ thay vì là cùng với đảng Cộng Hòa. Và ông nói rằng là cái quan điểm của ông về những cái chính sách vẫn sẽ không có gì thay đổi. Và ông là một trong những cái người cựu đảng viên của đảng Cộng Hòa được bầu làm thượng nghị sĩ của tiểu bang Colorado vào năm 2016 và sau đó cũng được tái đắc cử năm 2020, và cho biết rằng là cái vấn đề chia rẽ đảng phái đã trở nên quá trầm trọng và bắt buộc phải chấp nhận không có độc quyền về sự thật. Ông nói như vậy. Thì ông cũng đã bày tỏ một cái sự thất vọng, nói rằng là đảng Cộng Hòa đã thay đổi so với những gì trước khi ông vào năm 1990. Và ông nói rằng cái vấn đề giảm đảng Dân Chủ, cái vấn đề mà đang diễn ra và cái cuộc điều tra của Tổng thống Donald Trump cũng đã có những cái quá trình đang làm. Và ông nói rằng là cái do vậy mà ông cũng không có muốn ở lại đảng Dân Chủ. Và cái vấn đề về biến đổi khí hậu thì cũng theo như là ông Kevin, ông cũng đã nhắc đến về cái vấn đề nạn cháy rừng cũng như hạn hán tại tiểu bang Colorado. Và ông cũng lên tiếng chỉ trích đảng Cộng Hòa đã cản trở về những cái biện pháp kiểm soát khí hậu hợp lý mà cơ quan lập pháp đã từng cố gắng đưa ra. Chính vì vậy thì đây là một trong những cái người thuộc về thành viên của đảng Cộng Hòa đầu tiên của tiểu bang Colorado mà ông đã quyết định để mà qua đảng Dân Chủ, thì chúng tôi sẽ theo dõi và gửi tin tiếp cho quý vị. Thưa quý vị, bỏ qua tin chiến tranh chính trị nhức đầu quá. Thưa quý vị, bây giờ có một tin cũng vui vui là đó là một thiếu niên đã bay vòng quanh trái đất của mình và vào Guinness. Cậu này mới có 17 tuổi trong cuộc hành trình vừa qua, cậu vừa mới có cái ngày khai sinh là 17 tuổi. Thì tên là Mark Rutherford, một người kêu là có hai quốc tịch Belgian và British, tức là vừa Bỉ và vừa Anh đó. Có thể cha mẹ là một người bên là người Ý, bên là người Anh.
thì đã trở thành người trẻ nhất bay một mình vòng quanh trái đất bằng chiếc máy bay 1G, thưa quý vị, và đáp xuống Bulgaria vào thứ tư tuần này. Tên cậu đã được vào Guinness. Nhưng mà một điều hay hơn nữa đó là chị và cậu cũng đã từng là người đã bay một mình vòng quanh trái đất. Nhưng mà lúc bây giờ thì cô 19 tuổi, cho nên cô là một người trẻ thiếu nữ mà bay mình vòng quanh trái đất trong một cái máy bay có một động cơ như thế này. Có điều là cô 19 tuổi, còn cậu này mới có 17 tuổi à. Do đó thì cái kỷ lục của cậu là người trẻ nhất trên thế giới đã bay một mình vòng quanh thế giới. Rồi cậu nữa là Travis Ludlow của Anh cũng đã bay vòng quanh thế giới, nhưng mà lúc bây giờ cậu ta 18 tuổi, tức trẻ hơn một tuổi thôi, nhưng mà là không có được vào trong cái Guinness là người trẻ nhất, thưa quý vị. Còn riêng cậu Rutherford đã bay qua 52 quốc gia và 5 lục địa. Và khi mà cậu đi bay qua cái đường xích đạo đó, thì cậu đã bay qua bay lại 2 lần để mà làm đánh dấu là tôi đã bay qua nhiều lục địa trên trái đất. Thì cậu cũng như chị cậu là hai chị em đều bay trên một chiếc bay loại tên là Sark, một loại máy bay nhẹ và nhanh nhất thế giới. Một máy bay nhỏ mà nhanh nhất thế giới với tốc độ là 300 cây số một giờ. Chúc mừng cho cậu, chúc mừng cho gia đình này, một gia đình có cái máu phiêu lưu. Dĩ nhiên cũng phải là giàu sang thì mới giàu sang mới có thể cho con nó đi học lái máy bay và tốn rất là nhiều tiền để có thể làm một chuyến bay như thế này. Một nữa chúc mừng người thanh niên trẻ 17 tuổi mà Việt Nam thì cũng có rất là nhiều người đáng được vào Guinness lắm thưa quý vị. Và chúng tôi quay sang cập nhật đối với bản tin của Việt Nam, khi mà máy bay Bamboo Airways của Việt Nam cũng đã bị Úc tạm giữ vì đã nợ tiền thuê máy bay tại đây. Thì theo như là hãng hàng không Bamboo Airways đã nói rằng là những cái chuyến bay bị hủy hàng loạt giữa Sài Gòn và Úc có liên quan đến cái vấn đề mà hãng máy bay này đã nợ tiền thuê máy bay có số hiệu là QH818 cũng như là QH819. Và cho đến thời điểm hiện tại thì có một trong hai chiếc cũng đã bắt đầu có đường bay trở lại. Thì theo liên quan đến cái vấn đề mà những cái hai chiếc máy bay này đã bị giữ lại tại Úc, thì những hành khách bị hủy chuyến ở cái tuyến Melbourne với Sài Gòn cũng đã được cái hãng máy bay Bamboo Airways thông báo rằng là đề nghị mua vé của hãng khác để quay trở về, hoặc là nếu mà khách hàng nào đã mua vé rồi thì có thể lùi lịch bay hoặc là sẽ được hoàn tiền trở lại. Và trước đó thì Bamboo Airways cũng đã bất ngờ tuyên bố là hủy chuyến từ Việt Nam sang Nhật, nhưng mà không có nêu rõ lý do. Và do là theo những thông tin trong nước thì cho thấy rằng là Bamboo Airways đã vừa có một cái sự đầu tư mới và có một cái sự chuyển đổi rất là nhiều và về trong cái vấn đề mà vận hành trong cái của Bamboo Airways. Và những cái ghi nhận mà đã được cho thấy rằng là một cái sự chuyển đổi từ người này qua người kia để mà có thể bảo đảm được cái chuyến bay của Bamboo Airways. Thì nếu mà quý khách hàng có đi cái chuyến giữa Bamboo Airways mà trong cái khu vực Đông Nam Á thì phải nên cẩn thận và xem coi những cái vấn đề như thế nào. Thì chúng tôi sẽ theo dõi tiếp để mà gửi tin đến cho quý vị. Thưa quý vị, một cái tin vui mà tin này có thể là tin kiếm phiếu cho Biden, thưa quý vị. Tức là hôm nay Biden mà thứ tư thông báo kế hoạch xóa nợ sinh viên cho hàng chục triệu người Mỹ, hoàn thành phần nào lời hứa vận động tranh cử năm 2020 và tiếp thêm sức lực cho cử tri trẻ để đi bầu trong năm 2022. Thì Biden thông báo quyết định vốn được trông chờ từ lâu là vấn đề mà xóa nợ sinh viên, nhưng mà ông chỉ xóa nợ có $10,000 thôi cho những người có income dưới 125,000, và đối với những người mà có gia đình thì là 250,000. Còn với 20,000 với kim những người mà đang ở trong cái diện mà được trợ cấp cho gia đình có thu nhập thấp thì sẽ được xóa 10,000 đồng. Cái con số này thì nhỏ hơn con số của đảng Dân Chủ đòi hỏi rất là nhiều, nhưng mà tuy nhiên ông Biden cũng muốn là chỉ con số này thôi, tại vì trong tình trạng hiện tại bây giờ nếu mà cho nhiều quá thì lại đâm vào cái vấn đề mắc nợ quốc gia và như thế lại lâm vào cái tình trạng kêu là lạm phát. Do đó thì với 10,000 đồng này thì chắc chắn là ông sẽ kiếm thêm được nhiều phiếu của giới sinh viên trẻ.
Ai già ơi không biết là bao giờ cái vấn đề này có hiệu lực, và chỉ biết là Bộ Giáo dục sẽ cho thông báo cho biết sẽ nhận đơn và cuối năm nay hay không thì chúng tôi sẽ xin thưa quý vị sau. Và chúng tôi cũng cập nhật về cái vấn đề mà giá xăng của tại Hoa Kỳ cũng đã có một cái sự giảm liên tục trong vòng 70 ngày, đã tăng lên rất là cao. Thì đây là một trong những cái kỷ lục mà trong vòng là hơn gần như là hơn 2 tháng. Thì cái giá xăng cũng đã cao nhất tại Hoa Kỳ, tính bình quân chia trung bình ra là khoảng hơn là 5 Mỹ kim 2 sen cho một galon. Nhưng mà theo như là AAA cho biết rằng là cái vấn đề mà cái mức xăng trung bình trên toàn quốc cho một cái galon xăng cũng đã giảm bắt đầu từ mỗi ngày kể từ sau đó, nhưng mà vấn đề suy thoái của Hoa Kỳ cũng như là lo lắng về cái vấn đề kinh tế của Trung Quốc cũng đã là một trong những cái nguyên nhân để mà có thể làm sụt giảm về cái vấn đề giá xăng. Và quan trọng là cái vấn đề Tổng thống Joe Biden cũng đã cung cấp dầu khẩn cấp cho cái kho dự trữ quốc gia. Thì chúng ta thấy rằng vào tháng 3 thì cái mức giá xăng cũng đã tăng kỷ lục trên toàn quốc, là tương đương là khoảng 3.89 Mỹ kim cho một galon. Nhưng mà bắt đầu cho tới thời điểm bây giờ thì cũng giá xăng cũng đã bắt đầu giảm từ từ. Vì vậy là những cái giá xăng giảm thì có thể tồn tại trong một cái thời gian ngắn, theo như AAA đã thông báo như vậy. Nếu mà giá dầu vẫn đang tiếp tục tăng lên thì cái giá xăng trong cái thời gian tới cũng sẽ tăng. Thì không biết rằng là cái vấn đề giá dầu thô sẽ có thể giảm được hay không. Nếu mà giá dầu thô giảm thì mới được kềm hãm được cái vấn đề mà tăng giá xăng. Thì chúng tôi sẽ theo dõi tiếp để mà gửi tin đến quý vị. Thưa quý vị, một cái tin ngắn là tin về San Jose. Thưa quý vị, bây giờ San Jose đang làm một cái thông báo kêu gọi cộng đồng đóng góp tiền để mà tiếp tục duy trì lá phướn ở trên các cột điện của thành phố San Jose. Chúng ta biết rằng là trước đây nhiều năm đã có một cuộc gây quỹ để làm những cái lá phướn Little Sài Gòn để treo trên các cột điện, treo những cái nơi mà có nhiều người qua lại đó. Mà cho tới giờ này thì nhiều năm qua rồi, bây giờ chỉ còn là nghe thông báo là chỉ còn có 2 lá phướn thôi. Không biết ngày nào sẽ rời cành và rớt xuống. Do đó bây giờ thì San Jose đang kêu gọi cộng đồng mỗi người đóng góp 50 đồng gì đó để có thể làm những cái lá phướn, làm lá phướn để có thể treo lên để làm vinh danh những người Việt tại San Jose. Chúng tôi còn có một phút nữa thì không biết là Phương Thảo có tin gì ngắn đọc rất là nhanh không? Dạ, và tới đây thì chương trình của chúng tôi cũng đã chấm dứt rồi. Chính thưa chú Tiến và Phương Thảo cũng như là chú Phúc Tiến xin kính chúc cho quý khán giả có một ngày thứ năm an lành, và xin kính chào, xin hẹn gặp lại.